chương 526, đừng nhúc nhích. Người bình thường giận dữ cũng đã tàn sát bừa bãi rồi, huống chi là khi một tông sư giận dữ. Lúc anh rời khỏi sân nhỏ đã gần sáng sớm, dường như Vương Trọng Khang đã nói với Đường Tuấn về kinh nghiệm chữa bệnh nhiều năm của ông ấy để bù đắp những áy náy lúc trước, vì thế mà Đường Tuấn cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích. Khi đi bộ về nơi ở của mình, Đường Tuấn tình cờ gặp Lý Ngọc Mai dù diện bộ đồ công sở và trang điểm tinh tế nhưng giữa hai hàng lông mày của cô vẫn khó giấu được vẻ mệt mỏi sao cô về muộn vậy đường tuấn hỏi lý ngọc mai liếc mắt nhìn đường tuấn biểu cảm của cô tràn đầy vẻ mê hoặc nói anh làm chủ nhưng lại bỏ mặc mọi thứ tôi là thư ký phải làm điều gì đó thiết thực thôi đường tuấn ngượng ngùng cười không biết nên nói gì trong kinh doanh đừng nói là so sánh với lý ngọc mai e rằng ngay cả vương tấn lợi cũng xuất sắc hơn anh Đừng nhúc nhích, Đường Tuấn vươn hai tay, lòng bàn tay tràn đầy năng lượng vô hình, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương của Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai đột nhiên cảm thấy tinh thần kiệt quệ của mình tốt hơn rất nhiều. Vài phút sau, Đường Tuấn thu tay về. Xem ra ngài chủ tịch rất biết cách ân cần với cấp dưới đấy nhỉ. Đôi mắt đẹp của Lý Ngọc Mai lấp lánh trong đêm đen. Ọc ọc ọc, vừa dứt lời, trong bụng cô có một âm thanh kỳ lạ. Lý Ngọc Mai nhớ ra cô bận rộn đến mức còn chưa ăn cơm tối, nhưng mà trước mặt Đường Tuấn mà lộ ra vẻ như vậy, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đột nhiên đỏ bừng lên xấu hổ. Vừa lúc bụng tôi hơi đói, hay chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì đi. Đường Tuấn trêu đùa nhìn Lý Ngọc Mai, trái tim vốn nặng trĩu vì chuyện của ông nội bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Ngọc Mai cúi thấp đầu, chỉ đành đi theo Đường Tuấn. Câu lạc bộ Thiên Thanh tuy ở ngoại thành nhưng cách trung tâm thành phố Nha Trang không xa, hai người lái chiếc Santana màu đen đến trung tâm thành phố. Nhưng bây giờ cũng quá nửa đêm rồi, hầu hết các cửa hàng trên đường đều đã đóng cửa, chỉ có những dãy hàng ăn trên đường là còn mở cửa. Ngay lúc đường Tuấn đang do dự, Lý Ngọc Mai nói, "Ăn ở đây thôi. Trước khi cha tôi xây dựng được sự nghiệp lớn thế này, tôi cũng vẫn thường ăn ở mấy chỗ như thế này." đây là lúc các quầy hàng ăn uống kinh doanh tốt nhất đường tuấn và lý ngọc mai vừa bước vào cửa hàng đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người tất nhiên phần lớn ánh mắt đều nhìn vào lý ngọc mai thời tiết càng ngày càng lạnh lý ngọc mai khoác áo khoác trước khi ra ngoài để che đi thân hình yêu kiều của mình nhưng dung mạo và khí chất của cô ta không cách nào che đậy được sau khi gọi một vài món ăn hai người họ tìm một chỗ ngồi gần bên cửa sổ có phải anh cho rằng tôi sẽ không bao giờ tới mấy chỗ này không Lý Ngọc Mai hỏi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, kể từ khi gặp Lý Ngọc Mai, ấn tượng mà đối phương dành cho anh chính là một Lý Ngọc Mai kiêu ngạo và quyến rũ. Anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, hai người sẽ ngồi trong một quầy hàng bên đường lớn và ăn tối cùng nhau. chương 527 lại chẳng dễ quá. Sau khi hội nghị y học cổ truyền kết thúc, tôi sẽ về giải thích cho cha tôi. Sau đó, tôi có thể dồn nhiều tâm sức hơn vào việc chuẩn bị cho Hiệp hội y học cổ truyền. Lý Ngọc Mai đã chủ động thay đổi chủ đề. Đường Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Ngọc Mai, nói tôi có thể hỏi một chút được không, tại sao đột nhiên cô có hứng thú y học cổ truyền vậy? Lý Ngọc Mai giật mình, nở một nụ cười trên môi và nói anh đã từng nghe thấy một câu này chưa? Cách tốt nhất để tiếp cận ai đó là thông qua sở thích và hứng thú của anh ta. Cô ta tiến gần đến đường Tuấn hơn một chút, phả hơi thở thơm ngát lên mặt đường Tuấn, hai má ửng đỏ, đẹp như tuệ tĩ nhô, mà tôi thì lại muốn hiểu rõ về anh. Đường Tuấn sừng sốt trước lời tỏ tình đột một này, trong lòng có chút bối rối. Nói không sao động thì là nói dối, Lý Ngọc Mai là cô gái xinh đẹp nhường ấy, gia thế của cô ta cũng không tầm thường, lại là cô chủ nhà giàu, cô gái như vậy nói lời này với người khác, e rằng không có người đàn ông nào có thể giữ được bình tĩnh. Tôi, Đường Tuấn không biết nên làm gì, mặc dù đã xác nhận quan hệ yêu đương với mộ dung lan, nhưng kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ của anh vẫn rất ít ỏi nhưng ngược lại lý ngọc mai lại cười nhẹ thu người lại và nói tôi biết anh muốn nói gì hôm nay tôi chỉ muốn nói với anh điều này thôi chứ không phải để hỏi ý kiến của anh nếu một ngày có một người đàn ông quan tâm đến tôi hơn anh thì tôi sẽ sớm bỏ rơi anh mà thôi vì vậy anh cũng đừng bận tâm quá nhiều tuy lời nói của lý ngọc mai nói thản nhiên như vậy nhưng trong lòng cô ta còn tự hỏi thật sự có thể gặp được người đàn ông khiến cô yêu thích hơn Đường Tuấn sao? Đường Tuấn hoàn toàn choáng váng trước những lời nói mạnh mẽ này của cô, may mắn thay, lúc này Thức Ăn đã bắt đầu được dọn ra, cứu hai người họ khỏi tình cảnh ngượng ngùng. "Người đẹp ơi, uống một ly với mấy anh nha." Hai người Đường Tuấn mới ăn được một lúc thì mấy người đang ngồi trong quán ăn đồ nướng đi tới, vây quanh bàn, một người đàn ông rất đô con, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn bước đến chỗ họ vài người đàn ông khác cũng có thân hình cao lớn không kém, đang đứng sau lưng người đàn ông trung niên trông rất khí phách. Họ cố tình sắn tay áo lên cao, để lộ những hình xăm gớm ghiếc trên cánh tay, cho thấy họ cũng không phải là người hiền lành tử tế gì. Trong tay người đàn ông đeo dây chuyền vàng đang cầm một cốc bia lớn, trên khuôn mặt nở nụ cười nhìn Lý Ngọc Mai, đôi mắt to của màu đồng của anh ta ánh lên tia đen tối, không biết anh ta cố ý hay vô ý mà nhìn Lý Ngọc Mai, về phần đường Tuấn đang ngồi đối diện Lý Ngọc Mai, anh ta hoàn toàn không để ý tới. Lý Ngọc Mai hơi nhíu mày, hất cầm về phía đường Tuấn nói, anh đang hỏi anh ấy à? Ha, lại chẳng dễ quá, người đàn ông đeo dây chuyền vàng cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống đường Tuấn, tùy tiện hét lên, này. Anh đây mượn bạn gái của cậu uống một ly, cậu không ý kiến gì chứ? Mấy tên cường tráng đi theo người đàn ông đeo dây chuyền vàng cười khẽ, nói anh Diêu, hỏi thằng nhóc này làm quái gì. Nhìn cậu ta đi, nếu cậu ta dám nói không, bọn em sẽ lập tức cho phát nằm lết xuống đất ngay. chương 528 tay của tao. Cậu đang nói cái gì vậy hả nhóc con? Một vài người đi theo người đàn ông đeo dây truyền vàng đã nghe thấy lời anh nói, ngay lập tức hét lên. Khuôn mặt của người đàn ông đeo dây truyền vàng cũng trở nên u ám, nói cậu nhóc, cậu đúng là không biết diều. Cậu nhìn thấy chiếc BMW bên ngoài kia không, là xe của tôi đấy. Cậu lái chiếc Santana, vậy mà dám nói chuyện với tôi như thế à? Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa, thử lặp lại những gì cậu vừa nói một lần nữa xem nào. Cút, Đường Tuấn thậm chí còn không thay đổi giọng điệu. Giỏi, giỏi, người đeo dây chuyền vàng cười, tức giận vẫy tay với những người phía sau, nói tôi, Lý Diêu, ở mảnh đất này lâu như vậy, đã lâu không có ai dám nói như vậy với tôi. Các huynh đệ, bẻ anh tay chân nó cho tao tao muốn nó phải nằm dạp xuống đất. Anh Diêu, đơn giản thôi, một tên lái xe Santana mà cũng muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng vậy, nhìn cái vẻ hung hăng của thằng này đi, chắc là muốn ăn đấm đấy mà. Vài người nói chuyện với nhau. Nhóc con, ngoan ngoãn nằm xuống. Một người đàn ông ở gần đường Tuấn cười một tiếng, nắm đấm của anh ta hướng về phía thái dương của đường Tuấn. Ánh sáng trong mắt đường Tuấn lóe lên, một cây tăm trong tay phóng ra với tốc độ nhanh không gì địch nổi a à, tay của tao trước khi nắm đấm của người đàn ông chạm vào đường tuấn anh ta đã cảm thấy thần kinh truyền đến một cơn đau nhói cơn đau khiến anh ta rút tay về ngay lập tức chỉ thấy một cây tăm cắm vào lòng bàn tay của anh ta máu chảy ra ướt từ lòng bàn tay đến mở u bàn tay nhuộm toàn bộ cây tăm thành một màu máu đỏ khung cảnh trông cực kỳ đáng sợ thằng chó này mày muốn chết à những người khác đã uống rất nhiều rượu lúc này nhìn thấy đồng bọn của mình bị thương, không những không sợ hãi mà còn bị kích động dữ dội, một số người còn nhấc chai bia trên bàn lên ném về phía đường Tuấn. Xì xì xì. Nhưng mà bọn họ vừa vừa mới nhúc nhích đã cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, một cây tăm đâm vào lòng bàn tay, chịu chung kết cục của người đàn ông trước đó. À à à, trong phút chốc, đám người lúc trước không coi trọng đường Tuấn đều nanh ta xuống, nắm chặt lòng bàn tay và không ngừng gào thét. Người duy nhất vẫn còn đứng là Lý Diêu, người đàn ông đeo một sợi dây chuyền vàng. Chỉ là lúc này Lý Diêu đã hoàn toàn hoảng sợ, môi run lên, hai chân không ngừng run dày. Anh ta đã thấy rất nhiều người có tài năng, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy ai có thể bắn xuyên lòng bàn tay một người bằng một cây tăm. Nó cứ giống như chỉ có trên phim thôi vậy. Bây giờ anh tỉnh rượu rồi chưa? Đường Tuấn liếc nhìn Lý Diêu. Sức lực cả người Lý Diêu kích động, một cỗ khí lạnh lẽo dọc theo từ đốt xương cụt lan lên đến đỉnh đầu. Ánh mắt Đường Tuấn lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn anh ta giống như đang nhìn một con kiến, đáng sợ hơn là dường như có một sức mạnh vô hình đang túm chặt lấy trái tim anh ta, khiến anh ta khó thở. "Mày, mày đừng có mà lộn xộn, Lý Diêu Tao cũng là dạng có mặt mũi trong khu vực này, mày dám đánh tao bị thương thì đừng mơ có thể đi ra ngoài được." Lý Diêu run giọng nói. "Có điều, lúc này ngay cả anh ta cũng không tin những lời này. Chương 529 anh ta là anh họ của anh Nhìn thấy đường Tuấn do dự, Lý Diêu vội vàng nói, người anh em à, anh họ tôi là ông trùm bất động sản hình công huy ông chủ hình của tỉnh Khánh Hòa chúng tôi đấy. Chỉ cần cậu chịu bỏ qua cho tôi, tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền. Hình công huy, anh ta là anh họ của anh, đường Tuấn nhíu mày. Lý Diêu gật đầu, nụ cười trên mặt có chút đắc ý. Anh ta và hình công huy thật sự là anh em họ họ hàng xa, chỉ có điều cái quan hệ máu mủ ấy đã sớm nhạt thích từ lâu rồi anh ta có thể ở đất này moi ra chút thành tựu cũng là do ỷ vào danh tiếng của hình công huy chỉ cần sinh sống trong tỉnh khánh hòa hầu như không ai là không biết đến hình công huy chàng trai trước mắt này đương nhiên cũng không ngoại lệ vừa rồi sợ hãi quá mà anh ta thiếu chút cũng quên lúc này mới nghĩ ra chuyện này thấy hình như đường tuấn thực sự bị chấn áp rồi trong lòng lý diêu yên tâm anh ta lại bắt đầu tính toán đợi lát nữa báo thù như thế nào cặp mắt lại bắt đầu láo lên nhanh như chớp nếu như cậu không tin tôi có thể gọi điện thoại kêu anh họ tới trong khoảng thời gian này đúng lúc anh ấy ở thành phố nha trang tham gia cuộc hội nghị y học cổ truyền gì đó ở gần đây thôi lý diêu lấy điện thoại di động ra bấm số gọi đi sau khi nhỏ giọng nói vài câu cùng người ở đầu bên kia xong anh ta cúp điện thoại lúc này vẻ mặt của anh ta đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại nói anh họ tôi bảo một lát nữa anh ấy sẽ tới vừa nói chuyện anh ta vừa kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống vừa kêu người ta đem mấy tên đàn em của mình đưa đi bệnh viện. Chỉ cần Hình Công Huy tới, đến lúc đó hai người trước mắt này còn không phải mặc anh ta, nhào nặn sao, muốn chơi kiểu gì là chơi kiểu ấy. Nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp ấy, Lý Diêu lại thấy tự tin bừng bừng, anh ta khôi phục dáng vẻ đại ca xã hội đen như lúc trước. Chỉ chốc lát, ba chiếc xe đã đỗ lại ngay trước cửa quán ăn. Hình Công Huy và một người thanh niên 28 29 tuổi được bảy tám vệ sĩ cường tráng vây quanh, đi vào trong quán. Anh họ, ở đây, Lý Diêu thấy thế, lập tức đứng dậy chào hỏi với hình công huy. Hình công huy bước nhanh đến, Lý Diêu đi đến bên cạnh hắn, chỉ vào hai người đường Tuấn còn ngồi ăn uống, nói anh họ, chính là hai người bọn họ. Vừa rồi em cùng mấy anh em đang ăn uống ngon lành, tên nhóc này không biết lên cơn biên gì, thế mà đã thương mấy anh em em lý diêu đem dăm ba câu nói đến thay đổi trắng đen cả câu chuyện hình công huy theo hướng anh ta chỉ nhìn lại sau đó thấy được đường tuấn và lý ngọc mai trong lòng thoát lên trên khuôn mặt chữ điền lạnh lẽo cứng rắn lộ ra một nụ cười ấm áp đi đến trước bàn đường tuấn nói thì ra là anh đường và cô lý anh họ anh biết bọn họ à lý diêu mang theo vẻ mặt khiếp sợ đứng ở nơi đó hừ dáng vẻ tươi cười của hình công huy bỗng nhiên biến mất quát lý diêu Bình thường cậu làm sằng làm bậy còn chưa tính. Bây giờ cậu còn dám đắc tội với anh Đường và cô Lý đây. Anh họ, là bọn họ, Lý Diêu còn chưa kịp giải thích, một bà tai của hình công huy đã đáp luôn lên mặt anh ta, ông ta ngắt lời tôi còn lạ gì cái đức hạnh của cậu nữa. Nhanh chóng đi xin lỗi anh Đường đi. Bây giờ thân phận của Đường Tuấn đã khác xưa rất nhiều, cũng không còn là bác sĩ nhỏ khám bệnh cho ông ta lúc trước nữa. Huống hồ ông ta còn muốn lợi dụng đường Tuấn để kiếm chắc thêm chút lợi nhuận, nên đương nhiên sẽ không bởi vì Lý Diêu mà đắc tội với anh. chương 530 Bước chân của Lý Diêu dừng khựng lại, bước tiếp cũng không ổn, mà rụt về lại cũng không đúng, anh ta đành phải nhìn về phía anh họ hình công huy của mình. Anh Đường, chuyện này hãy để lại cho tôi mặt mũi đi. Tôi sẽ cho người quản lý dạy dỗ nó thật tốt, hình công huy nhíu mày, trầm giọng nói. Đường Tuấn nhìn hình công huy một chút, sau đó đi đến trước mặt Lý Diêu, nói, vừa nãy anh nói muốn đánh gãy hai chân tôi, bây giờ tôi phế một cánh tay anh. Sắc sắc, sứt lời, anh bóp nhẹ lên cánh tay Lý Diêu, lập tức âm thanh xương vỡ phát ra. a à, mày dám, Lý Diêu bụng cánh tay, vẻ mặt thống khổ, trong ánh mắt nhìn về phía đường Tuấn tràn đầy oán hận. Anh ta làm sao cũng không nghĩ ra nổi, mình đã mang cả hình công huy ra rồi, vậy mà đường Tuấn cũng chẳng nể nang chút mặt mũi nào, còn phế bỏ luôn một cánh tay của anh ta. Làm xong, Đường Tuấn mới phủi tay, lại ngồi xuống. Anh phải cho Lý Diêu một bài học, cũng còn chưa thực sự muốn triệt hạ anh ta. Chẳng qua Lý Diêu cũng phải đi bệnh viện nằm đó một thời gian. Dẫn nó đi bệnh viện, Hình Công Huy trầm giọng phân phó người xung quanh. Lập tức có hai vệ sĩ đỡ lấy Lý Diêu rời đi. Ha ha, anh Đường làm tốt lắm, tên Lý Diêu này làm việc không biết trời cao đất rộng tôi đã sớm muốn tìm một cơ hội dạy dỗ nó một chút, lần này vừa vặn anh đường thay tôi làm. Trên mặt hình công huy lộ ra ý cười, giống như người mới vừa rồi bị đường tuấn bóp gãy cánh tay không phải em họ của ông ta, mà chỉ là một người qua đường vậy. Ừm, đường tuấn tùy ý trả lời. Nụ cười của hình công huy xứng lại, nhưng tu dưỡng của ông ta vô cùng tốt, rất nhanh đã che đẩy cảm xúc trong lòng, vừa lúc ở nơi này đụng phải anh đường, chắc anh không ngại hai người chúng tôi ngồi xuống ăn ké phần cơm chứ. Đường Tuấn lúc này mới nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Hình Công Huy. Tuổi anh ta tầm 28, 29 tuổi, tướng mạo anh tuấn. Từ đầu tới cuối không nói một lời, tạo cho người ta một loại cảm giác trầm tĩnh chín chắn, cảm giác nắm tất cả trong tay, giống như chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh ta. À đúng, vị này là Thẩm Duệ, cha của cậu ấy là nhà giàu nhất tỉnh Khánh Hòa Thẩm nhất Nam. Hình Công Huy giới thiệu thay người thanh niên. Thẩm Duệ, con trai của Thẩm nhất Nam. Đường Tuấn nhớ tới cái tên này, anh đã từng nghe từ trong miệng của Mao Lương. Nghe nói Đường Tuấn cậu đến từ thành phố Vinh, ha ha, thẩm ra tôi ở thành phố Vinh cũng có một chút sản nghiệp, do Mao Dương đang phụ trách. Quãng thời gian trước tôi còn đi công tác một chuyến ở thành phố Vinh, sớm biết ở đó có nhân vật đẳng cấp này như cậu, lúc ấy chắc chắn đã tìm cơ hội gặp mặt một lần. Nhưng bây giờ gặp mặt cũng không tính là muộn, thẩm duệ có chút tiếc rẻ nói. Thì ra là vậy, Khó trách Mao Dương ngày đó sắc mặt khó coi như vậy, bị con trai ông chủ của mình cho mọc sừng dài như thế, chẳng trách Mao Dương giận mà không dám nói gì. Đường Tuấn vừa nhìn Thẩm Duệ, lập tức trong lòng đã thầm suy nghĩ đến nguyên do chuyện lúc trước của Mao Lương, cho ra kết luận sơ lược. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 531: Tôi từ chối. Hợp tác cái gì vậy?" Đường Tuấn hỏi. Hình Công Huy và Thẩm Duệ liếc mắt nhìn nhau một cái nói chắc hẳn anh cũng nhìn ra được khả năng của nghiệp đoàn y học cổ truyền là lớn tới mức nào. Mặc dù bây giờ nó chỉ mới thành lập nhưng chỉ cần được phát triển tốt, e rằng sẽ nhanh chóng lớn mạnh trong thời gian ngắn, trong vòng 5 năm việc đưa ra thị trường chắc chắn là việc không khó. Anh muốn nói cái gì?" Đường Tuấn nói. Hình Công Huy nói, "Là thế này, tôi và Thẩm Duệ muốn đầu tư vào nghiệp đoàn y học cổ truyền. Ngay trước, tất cả chi phí kinh doanh của nghiệp đoàn y học cổ truyền đều do hai chúng tôi gánh chịu toàn bộ." Nếu như anh Đường không tin thì chúng tôi có thể gửi 700 triệu cho anh, dĩ nhiên chúng tôi cũng có điều kiện. Sau này, nếu nghiệp đoàn y học cổ truyền nghiên cứu ra loại thuốc gì mới, hai chúng tôi sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra, hai chúng tôi còn muốn 20% vốn gốc cổ phần của nghiệp đoàn y học cổ truyền. Anh ta nhìn Lý Ngọc Mai rồi nói, nghe nói cô Lý giữ chức thư ký trưởng của nghiệp đoàn y học cổ truyền, chắc hẳn là cô cũng hiểu rõ chuyện tôi nói đều là trăm lợi không hại với nghiệp đoàn y học cổ truyền. Lý Ngọc Mai gật đầu, đề nghị này của hình công huy hoàn toàn chính xác là khiến người ta động lòng. Toàn bộ tài sản của hình công huy nhất định có thể đứng trong top 10 vị trí đầu ở tỉnh Phú Yên, chẳng những thế, phía sau thẩm duệ còn là thủ phủ nhà họ thẩm. Nếu có hai người ủng hộ, nghiệp đoàn y học cổ truyền không muốn lớn mạnh cũng khó. Hơn thế nữa, thứ càng quan trọng hơn chính là tài nguyên phía sau lưng hai người này, hoàn toàn có thể giúp nghiệp đoàn y học cổ truyền loại trừ đi rất nhiều phiền phức trên mặt của hình công huy và thẩm duệ đều lộ ra gương mặt tươi cười điều kiện như thế này thật sự rất khó khiến người ta từ chối bọn họ cũng ôm theo suy nghĩ như vậy để tới tìm đường tuấn tôi từ chối đúng lúc bọn họ nghĩ như vậy bất ngờ đường tuấn lên tiếng nói đường tuấn anh nói cái gì trên mặt hình công huy lộ ra vẻ khó tin thậm chí anh ta còn nghĩ mình nghe nhầm điều kiện này của anh ta thật sự như là đưa tiền cho đường tuấn hơn nữa còn không cần Đường Tuấn bỏ ra chút công sức nào. Đường Tuấn lắc đầu, nói, nghiệp đoàn y học cổ truyền không cần các người đầu tư, hơn nữa nghiệp đoàn y học cổ truyền cũng không có dự định đưa ra thị trường. Giai đoạn trước, nghiệp đoàn y học cổ truyền đúng thật là cần lượng tiền lớn đầu tư, thậm chí còn phải dùng tới đơn vị trăm triệu để đầu tư vào, nhưng bây giờ lương tiêu thụ thuốc thông thần và bột tuyết cơ đã đi vào quỹ đạo, anh hoàn toàn có năng lực tự mình đầu tư, còn việc đưa ra thị trường, đường Tuấn càng không nghĩ tới. Bởi vì một khi đưa ra thị trường sẽ mang ý nghĩa là có càng nhiều người không liên quan tới y học cổ truyền nhúng tay vào nghiệp đoàn y học cổ truyền, đến lúc đó, nghiệp đoàn y học cổ truyền sẽ biến chất. Nghiệp đoàn y học cổ truyền như vậy có gì khác với việc bị dược y cốc khống chế? Cho nên đối với đề nghị của hình công huy mà nói vốn dĩ không có chút hấp dẫn gì với anh, thế mà anh ta còn dám yêu cầu 40% cổ phần, quả thực là vô cùng nực cười mà. Đường Tuấn, anh đã nghĩ kỹ chưa? thẩm duệ gõ gõ ngón tay lên bàn, nụ cười cũng đã tắt, nhìn qua trông anh ta như đang ngấm ngầm bầy mưu, tuy cho chúng tôi 40% cổ phần, nhưng anh vẫn nắm giữ phần nhiều rồi. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của nghiệp đoàn y học cổ truyền, chuyện hợp tác này với cả hai chúng ta đều có lợi như nhau. Nếu còn không hợp tác, chỉ sợ nghiệp đoàn y học cổ truyền của anh khó mà tồn tại được trong tỉnh Phú Yên này. chương 532, ông là do đường Quang Hòa phái tới sao? Lý Ngọc Mai nở nụ cười ý vị thâm trường, nói anh không giỏi. Cô ta nói xong lập tức rời đi. Bộp, nhìn chiếc Volkswagen Santana rời đi, Thẩm Dụệ đấm mạnh lên trên bàn, chấn động tới mức rượu trên bàn đều đổ ra hết. "Đê tiện, đúng là tên không biết cân nhắc mà." Thẩm Dụệ giận dữ nói, "Hình Công Huy, không phải anh nói anh ta là một nhân tài hay sao? Tôi thấy anh ta cũng không phải người như vậy." Hình công huy trầm giọng nói, tôi không ngờ anh ta sẽ dứt khoát từ chối như vậy. Có điều như vậy cũng tốt, anh ta muốn xúc tiến nghiệp đoàn y học cổ truyền vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng chút thủ đoạn cản trợ để anh ta hiểu được không có chúng ta, nghiệp đoàn y học cổ truyền sẽ không đi được nữa. Đến lúc đó, dĩ nhiên, anh ta sẽ tới tận cửa cầu xin chúng ta, vừa khéo chúng ta thừa cơ hội này nắm chặt nghiệp đoàn y học cổ truyền trong tay. Thẩm Duệ cười mỉa mai, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, gương mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai còn có dáng người mềm mại thoáng hiện lên trước mắt anh ta. Trong lòng anh ta cũng nổi lên một trận lửa nóng, liếm môi một cái, rồi nói, ừm, tới lúc đó, tôi sẽ để cho cô Lý biết rốt cuộc ai mới là người không được. Xe chạy trên một con đường núi lớn khá vắng vẻ, trong xe cũng yên tĩnh không kém. Thật ra đề nghị của hình công huy cũng không tệ, nghiệp đoàn y học cổ truyền cũng cần lượng vốn tài chính đầu tư lớn đặc biệt là hiện giờ nghiệp đoàn y học cổ truyền cũng vừa mới xúc tiến, không có bất kỳ một con đường nào kiếm được tiền. Ngồi ở vị trí ghế phó lái, Lý Ngọc Mai nhìn qua đường Tuấn, rồi nói, giấc mơ cũng không thể coi như cơm để ăn. Lần này, anh từ chối bọn họ, bọn họ nhất định sẽ ngầm ngáng chân nghiệp đoàn y học cổ truyền, e rằng sẽ có rất nhiều phiền phức ập tới. Tôi biết chứ, Đường Tuấn nói, nhưng tôi có tiền cũng không cần bọn họ đầu tư. Nếu như bọn họ muốn chơi trò đùa dỡn sau lưng, tôi sẽ tiếp với bọn họ. Bất ngờ, anh nhìn qua kính chiếu hậu rồi nói, nếu nói là phiền phức, e rằng bây giờ chúng ta đã gặp được phiền phức rồi đấy. Trong lúc nói chuyện, anh đột một quay xe phóng vào trong rừng núi bên cạnh, rồi xe chờ dừng lại ở bãi đất trống bên trong rừng. Lý Ngọc Mai không biết chuyện gì, vừa định hỏi thăm đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen theo sát bọn họ lái vào tới trong rừng, rừng cách họ không xa. Ở trong xe, tôi sẽ xử lý song điệu của đường Tuấn nghiêm túc hẳn lên. Anh đã cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ từ chiếc xe đằng kia, người tới chắc chắn là cao thủ tông sư cảnh. Khi đường Tuấn xuống xe, chiếc Volkswagen đi sau cũng có người bước xuống. Mượn ánh trăng chiếu qua từ trong rừng, đường Tuấn cũng thấy rõ, đó là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, dáng người khá thấp, mặc áo vest, hiện rõ từng khối cơ bắp cuồn cuộn giống như được đúc từ sắt thép, tràn ngập sức mạnh bùng nổ, khóe miệng của ông ta cong lên nụ cười tàn nhẫn, giọng nói của ông ta truyền ra như chuông lớn giữa rừng, chấn động tới mức những chim thú trong rừng cũng phải bừng tỉnh khỏi cơn ngủ say, thành chiến nói chuyện rất đúng, cậu thật sự là một cao thủ tông sư. Ông là do đường quang hòa phái tới sao? Đường Tuấn hơi sững sờ, hỏi. Người đàn ông nhếch miệng lên cười, khóe miệng lộ ra nụ cười diễu cợt, đường quang hòa cũng không thể nào sai xử tôi, chẳng qua, nếu cậu là cháu trai của đường hạo vậy thì đáng chết chương 533 ông ta bị thương rồi. Ông ta rủi eo, xương cốt phát ra tiếng rốp rốp như tiếng đậu giang, tuy không biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu đã tu luyện tới tông sư, nhưng hôm nay cậu nhất định phải chết. Khi giọng nói của ông ta rơi xuống, mũi chân hơi trà sát xuống đất rồi lao về phía đường Tuấn giống như một con báo. Trong phút chốc, chân khí hùng hồn tuôn ra như nước chảy, một cơn gió thổi qua núi rừng một cách vô cớ, vô số lá khô đều bị cuốn lên, cảnh tượng trông như rơi vào ngày tận thế. Trong mắt đường Tuấn không hề có sợ hãi nào, thân thể thẳng tắp như cây lao. Ngay khi bàn tay của người đàn ông vỗ tới, anh mới từ từ đánh ra một trường. Một trường này nhìn rất chậm nhưng lại rất nhanh, sau khi vung ra đã vỗ thẳng lên ngực của người đàn ông. Bùm! Toàn bộ thân thể của người đàn ông như diều đứt dây, nhanh chóng bay ra ngoài. Sức mạnh của một trường lại có thể kinh khủng đến thế. Người đàn ông vất vả lắm cuối cùng mới đứng vững vàng được, lại còn bị trượt một khoảng 7-8 mét trên mặt đất ở núi rừng. Địa chất núi rừng mềm nhão, ông ta bị trơn trượt cày ra một vệt dài sâu 5-6 phân, cứ như vừa dùng một cái cầy sắt cày thật mạnh vậy. Người đàn ông đứng hình, cả người khẽ run lên, làm tan chút sức lực còn sót lại. Gương mặt anh ta đầy sợ hãi, như thể anh ta đã nhìn thấy một cái gì đó mà mình không thể tin được. Đôi mắt hổ nhìn chằm chằm đường Tuấn, giọng nói nặng nề như sấm rền gần từ cổ học, sao có thể chứ? Năng lực tu luyện võ công của cậu mạnh như vậy sao? Bởi vì đã liên quan đến nhiều chuyện trong nhà họ đường cho nên người đàn ông này biết rõ hơn ai hết 14 năm tháng trước đây thôi đường Tuấn vẫn là một thằng nhóc yếu đuối chói gà không chặt. Nhưng bây giờ cậu ấy chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã khiến ông ta trượt dài ra xa, sức mạnh hoàn toàn áp đảo ông ta. Không phải thành chiến nói rằng cậu ta vừa mới bái nhập tông sư sao, đến cả chân khí còn chẳng biết vận hành thế nào. Thế mà sao bây giờ cậu ta mạnh thế? Người đàn ông càng nghĩ mà càng thấy sợ. Khi đó thành chiến về nhà họ đường còn kể rằng đường Tuấn đã được thăng lên trước tông sư, bọn họ còn cười nhạo anh một hồi cơ mà. Ngay cả vụ ám sát này, người đàn ông cảm thấy rất ra tay rất dễ dàng. Cho dù biết đường Tuấn là cao thủ tông sư, nhưng ông ta có coi ra gì đâu. Dù sao ông ta cũng dày dạn kinh nghiệm trong cảnh giới đại tông sư gần 10 năm, Kinh nghiệm tích lũy có thừa, nếu ông ta triển hết ra e rằng một người mới vào cảnh giới tông sư cũng khó mà sống được. Nhưng bây giờ, tất cả những gì xảy ra đã hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của ông ta. Ông ta cưỡng chế nhận một trường của đường tuấn lòng, khí huyết sôi trào, chân khí của ông ta như sắp vỡ tung đến nơi. Ông ta bị thương rồi. Chương 534 còn võ công của anh dùng để giết người. Chiêu này được gọi là cú đấm giáng trời, đây là một trong những chiêu thức ở cuốn bí kíp của ông cụ Trình Tuấn Vũ. Mà bấy giờ đường Tuấn có thể triển được nó, phải biết là khí thế nhường nào cơ chứ. Không ổn rồi, khi người đàn ông thấy vậy thì ngay lập tức ông ta biết mình sắp lâm vào thời khắc sinh tử đến nơi. Trong mắt ông ta, khoảng không giữa hai lòng bàn tay của đường Tuấn được vô số khí vô hình kết thành một khối cầu, sức mạnh quyền năng của nó từ trên cao cũng dò rỉ ra ngoài người đàn ông không dám trần trừ nữa chân khí tỏa ra khắp người hai tay đẩy lên cố gắng đỡ đòn của đường tuấn rầm rầm cú đấm của đường tuấn dội thẳng vào người đàn ông toang nửa người dưới đến đầu gối của người đàn ông từ bị gãy hoàn toàn cả người trông chẳng khác gì một cái cọc gỗ bị đường tuấn nện cho một cú đấm dáng trời thọt xuống đất chỉ lộ ra một cái đầu đường tuấn tiếp đất và thở ra một cách nặng nhọc làm sao cậu có thể mạnh như vậy chỉ trong năm tháng thôi cậu tu luyện như thế nào vậy? Chỉ một, cú đấm dáng trời của đường Tuấn đã khiến cho ông ta sức tàn hơi cạn, bây giờ còn nói được chuyện là nhờ vào sinh lực của cao thử tông sư mà thôi. Chết đến nơi rồi, không cần phải biết làm gì, đường Tuấn nhìn từ trên cao xuống, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, yên tâm đi, ông không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng đâu. Chỉ cần người nào nhà họ đường dám đối địch với tôi, tôi sẽ cho chúng xuống suối vàng với ông nhìn đường Tuấn, trong lòng người đàn ông cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Nếu trước kia đường Tuấn nói câu này nhất định bọn họ sẽ cười anh thối mũi. Nhưng bây giờ chỉ trong vòng 5 tháng đường Tuấn đã được thăng lên thành tông sư, thậm chí anh còn chẳng phải là cường giả. Nếu cứ để cho anh phát triển hơn nữa, trình độ mà anh đạt được không biết phải kinh khủng đến cỡ nào. Đáng tiếc, dù gì đó cũng là chuyện sau này, mọi chuyện đều không còn liên quan đến ông ta nữa rồi. Đường Tuấn dẫm lên đầu ta, dí nửa đầu ông ta xuống đất bùn. Dòng máu tươi ấm áp rỉ ra khỏi đất bùn, màn đêm hiện ra một bức tranh kinh hoàng và một vị cường giả tông sư đã chết ngay giữa nơi núi rừng hoang dã. Phù! Đường Tuấn thở dài một hơi, chân tĩnh lại tâm trạng. Chuyện giết người đối với anh vẫn khó để chấp nhận được, nhưng không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi. Tâm trí của anh ấy cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút. chương 535, ông còn chưa chết làm sao tôi dám chết. Trong xe không còn ai, chỉ có một chiếc điện thoại di động kiểu cũ đang đổ chuông, màn hình nhấp nháy nhấp nháy, trên đó có một dãy số không để tên. Đường Tuấn cầm điện thoại bấm nút trả lời. Alo, Trần Cao Phong, là tôi đây. Một giọng nói khe khẽ cất lên từ đầu dây bên kia, chuyện xử lý thế nào thế? Đường Tuấn chết rồi à? Nghe thấy giọng nói này, cả người đường Tuấn bỗng nhiên run lên, đôi mắt bình tĩnh bỗng hẳn lên ý muốn giết người, lòng căm thù không ngừng tăng lên, cho dù đội cả năm cái hổ cũng không khiến anh hạ được nhiệt. Đường Quang Hòa Người gọi đến chính là Đường Quang Hòa, ông ta thông đồng với người ngoài, muốn lật đổ gia tộc họ Đường. Nói đi, đối phương không nói gì khiến Đường Quang Hòa hơi tức giật, quát lẽ nào ông không làm được sao? Trần Cao Phong chết rồi, từng câu từng chữ bật ra khỏi môi Đường Tuấn, anh nghiến răng nghiến lợi, mặt đầm đầm, cứ như hận không thể nhai xương uống máu Đường Quang Hòa đến nơi mày là ai phản ứng đầu tiên của đường quang hòa là ngạc nhiên sau đó ông ta hoảng hốt đường tuấn mày là đường tuấn mày vẫn chưa chết à ông còn chưa chết làm sao tôi dám chết đường tuấn đằng đằng sát khí nói đường quang hòa dường như đã thích ứng được giọng điệu ông ta bình tĩnh trở lại xem ra trần cao phong chết thật rồi chết thì cũng chết rồi dù sao tao cũng không định gặp tên đó nữa còn cảm ơn mày chẳng kịp chứ ông ta dường như có thể cảm nhận được sự tức giận của Đường Tuấn, nửa thật nửa đùa nói, chắc bây giờ mày đang hận không thể giết tao ngay đúng không? Ha ha, để tao nói cho mày nghe, chuyện bố mẹ mày tai nạn xe chết là do tao sai người làm đấy. Lúc bọn họ sắp chết vẫn còn van xin tao đừng giết mày. Cả nhà mày quỳ xuống cầu xin tao, tiếc là mày chạy thoát được. À còn điều này nữa, tao biết em gái mày đường xương đang ở đâu. Ha ha, nếu mày muốn báo thù thì cứ việc đến nhà họ đường tìm tao. Răng rắc, chiếc điện thoại bị đường Tuấn thẳng tay bóp nát. Hai mắt đường Tuấn đỏ lên, chân khí trong người sắp bốc cháy đến nơi. May mắn thay, lúc này không khí lạnh trong chiếc đan điền của anh tỏa ra hơi lạnh mới miễn cưỡng chế trụ được cơn bốc hỏa này. Đường, quang, hòa, đường Tuấn gầm ba chữ này như một con dã thú. Hóa ra tất cả là do đường quang hòa âm thầm dở trò. Cái chết của bố mẹ, em gái mất tích đều liên quan đến đường Quang Hòa. Điều này khiến đường Tuấn muốn quay về nhà họ đường ngay lập tức, anh phải tra tấn đường Quang Hòa đến chết thì thôi. Đường Tuấn, anh không sao chứ? Giọng nói lo lắng của Lý Ngọc Mai vang lên sau lưng anh. Nghe được giọng nói này, đường Tuấn mới tỉnh táo lại. Sau khi điều chỉnh hơi thở dồn dập đang khuấy đảo trong cơ thể anh, anh mới quay đầu lại. Audio điện tử võ tấn bền Chương 536, cậu nói Trần Cao Phong đã chết rồi sao? Anh, Lý Ngọc Mai nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Đường Tuấn, khóe miệng hơi kinh hãi mở ra, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Từ trước đến nay cô ta luôn cho rằng Đường Tuấn là một người có tính tình lương thiện. Nhưng tối nay, Đường Tuấn lại giết người trước mặt cô ta, cuối cùng càng trở nên điên cuồng. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy Đường Tuấn như thế này cả. Tôi không sao, chúng ta đi thôi nếu không đi về thì sẽ muộn mất. Đường Tuấn cố gắng hết sức để biểu cảm của mình trở nên bình thường, nhưng trong lòng anh lại không thể nào bình tĩnh lại được. Anh nói xong, quay người lại rồi đi về phía chiếc xe Volkswagen. Nhưng cả người anh dừng lại ngay lập tức. Lý Ngọc Mai ôm anh từ phía sau, như thể đang ôm một món đồ chơi mà mình rất yêu quý vậy, siết chặt hai tay lại. Anh nói cho tôi biết đi, tối nay chúng ta không trở về nữa giọng nói nhẹ nhàng của Lý Ngọc Mai từ sau lưng đường Tuấn vang lên. Đường Tuấn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên đầu, khẽ gật đầu. Y thánh nhà họ đường là một tòa cao ốc kinh doanh lớn của nhà họ đường. Một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn đang đứng một cách cung kính. Có một người đàn ông hơi gầy đang ngồi trên chiếc ghế sofa trước mặt ông ta. Mặc dù hơi gầy nhưng dáng ngồi có thể mang đến cho người nhìn một cảm giác áp bức vô hình, khiến mọi người đều sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cậu nói Trần Cao Phong đã chết rồi sao? Người đàn ông ngồi trên sofa nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Có vẻ như những gì Thành Chiến nói đều là sự thật. Ngài ban, mặc dù Đường Tuấn là một người rất giỏi, nhưng sức lực của hắn cũng có giới hạn. Chỉ cần ngài dùng lực một chút, nhất định có thể giết chết hắn một cách dễ dàng. Đến lúc đó, nhà họ Đường sẽ có thể hoàn toàn nằm trong tay ngài. Ha ha, Đường Quang Hòa ông đang đang nghĩ cái gì vậy ông đừng tưởng rằng tôi không biết hóa ra người đàn ông trung niên tai to mặt lớn này chính là đường quang hòa ngài ban ngồi trên sofa khinh thường liếc nhìn đường quang hòa một cái sau đó lạnh lùng nói tôi cảnh cáo ông tạm thời không được gây sự chú ý với đường tuấn nữa có thể thứ chúng ta muốn đang ở trong tay thằng nhóc đó đối với tôi mà nói vật đó vô cùng quan trọng tuyệt đối không được để mất nếu như ông không nghe lời thì ông cũng biết hậu quả rồi đấy ngoặc kép Đường Quang Hòa nghe vậy thì giật mình một cái, vội vàng gật đầu. Ngài yên tâm, nếu như thằng nhóc đó tự tìm đến thì tôi sẽ ra tay. Ngài ban đứng dậy rồi đi ra ngoài, trước lúc đó, tốt nhất là ông đừng có hành động gì thiếu suy nghĩ. Tôi đã có thể hỗ trợ ông kiểm soát nhà họ đường, cũng có nghĩa là tôi có thể đưa một người khác lên vị trí này. Ngoặc kép, chương 537 một quyền và một cú đá. Đi bộ trên không, loại kỹ năng mà chúng ta chỉ được nghe trong những câu chuyện thần thoại thực sự tồn tại. Đường Tuấn, cậu chết chắc rồi, có một thần nhân như Ngài Ban, để tôi xem cậu sẽ giành lại nhà họ đường bằng cách nào. Nhà họ đường là của tôi. Sau khi Ngài Ban rời đi, đường Quang Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nghĩ thầm trong lòng thôi cũng cảm thấy đắc ý. Trên sân thượng rộng lớn của biệt thự số 1, núi công viên xanh, thành phố Vinh. Đường Tuấn đang tập quyền. Hội nghị y học cổ truyền đã kết thúc được 3 ngày. Trong 3 ngày này, Đường Tuấn vẫn luôn ra sức luyện võ công. Đêm hôm đó, sau khi gặp Trần Cao Phong, Đường Tuấn mới biết rằng thực lực còn rất kém. Chắc chắn là sau lưng Đường Quang Hòa có một võ sĩ vô cùng mạnh mẽ luôn hỗ trợ. Nếu không thì sau khi Đường Quang Hòa biết được mình đã giết Trần Cao Phong, ông ta nhất định sẽ không dám ăn nói sằng bậy. Còn bà Độc và Hoa Tiểu Nam đang đứng quan sát ở bên cạnh sân thượng. Bà Độc anh Đường đã tập quyền mười mấy tiếng liên tiếp rồi, thật sự không sao chứ. Vẻ mặt của Hoa Tiểu Nam có chút lo lắng, hai tay nhỏ của cô ta nắm chặt lại. Vẻ mặt của bà Độc lại rất nghiêm túc, bà ấy cũng là cao thủ về võ công, những cảnh như thế này bà ấy đã nhìn thấy nhiều hơn Hoa Tiểu Nam không biết bao nhiêu lần. Nếu như một cao thủ tông sư bình thường tập quyền mười mấy tiếng liên tục như Đường Tuấn thì đã không còn một chút sức lực nào từ lâu rồi, thể lực cũng không thể nào theo kịp. Tuy nhiên, Đường Tuấn lại là người càng tập càng có tinh thần, dường như cả cơ thể của anh đã đắm chìm vào trong võ thuật vậy. Những âm thanh phát ra từ sự lưu thông sinh lực trong cơ thể anh càng lúc càng vang hơn, giống như âm thanh thủy triều không ngừng đập vào những tảng đá ngầm. Đường Tuấn thực sự là một thiên tài về võ thuật, không ngờ chỉ trong 3 tháng mà cậu ấy lại có thể tập đến được như vậy. Ánh mắt của bà độc lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm! Uhm, Đường Tuấn đánh một quyền, như thể có vài gợn sóng vô hình xuất hiện trong không trung anh liên tục dậm chân trên không, giống như đang bước lên một chiếc thang vô hình vậy. Một cú đá vô cùng mãnh liệt, không khí xung quanh giường như bị một bàn tay lớn khuấy động lên, hóa thành một cơn gió lốc. Xì xì xì, một viên đá cầm thạch cứng đã bị gió lốc thổi nứt, những mảnh vỡ văng ra tung tóe. Hô, một quyền và một cú đá. Sức mạnh này, ngay cả một cao thủ tông sư cũng không dám tiếp. Sức mạnh hiện tại của anh đã mạnh hơn gấp đôi so với khi so tài với Trần Cao Phong đêm hôm đó. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Chương 538, dừng lại trên không. Ngày hôm đó, khi châm cứu cho cô cơ được châm cứu, anh đã được nhìn thấy bí ẩn của cảnh giới thần một lần nữa và hiểu ra được nhiều điều. Sau 3 ngày tập luyện, võ công của anh tiến bộ hơn cũng là chuyện đương nhiên. Dừng lại trên không, bà độc nhìn thấy Đường Tuấn lơ lửng trên không trung đúng 10 giây, nói thất thanh sau một quyền và một cú đá, Đường Tuấn hoàn toàn tiêu hao hết chân khí, rơi từ trên trời xuống. Với thực lực hiện tại, tôi chỉ có thể dừng lại trên không trung trong 10 giây, nếu quá 10 giây thì sẽ không còn chân khí, không thể nào kiên trì được nữa. Đường Tuấn chống tay đứng lên, điều chỉnh lại hô hấp, ánh mắt có chút mong mỏi, nghe nói cao thủ của cảnh giới thần hải có thể đi trên không, bay xuyên qua khoảng không. Không biết đó là cảnh giới như thế nào nhỉ? bay xuyên qua khoảng không đã là một thủ đoạn của thần tiên rồi. Những cao thủ của cảnh giới thần hải được gọi là nhân tiên cũng không hề sai. Thần tiên của nhân gian, đúng là đáng sợ. Chẳng trách xã hội hiện đại rất khó gặp được những cao thủ võ thuật thật sự. Cho dù những cao thủ của thần hải cảnh giới có phải đối mặt với quân đội, e rằng bọn họ chỉ có thể rút lui mà thôi. Trong giới võ thuật, càng tiến xa thì đường tuấn càng kính nể. Với sức mạnh hiện tại, anh hoàn toàn không sợ súng ống bình thường, nhưng nếu như là những vũ khí nhiệt như tên lửa thì anh chỉ có thể tránh sang một bên. Con đường võ thuật dài đằng đẵng, Đường Tuấn thở dài một hơi. Nếu như không có sự trợ giúp lạnh thấu xương của Thẩm Ngọc Nhu, nếu không được nhập thần hai lần liên tiếp, chắc chắn võ công của anh sẽ không thể tiến bộ nhiều như vậy trong một sớm một chiều. Bốp bốp bốp, bà Độc vỗ vỗ tay, đi tới, tuy con đường võ thuật dài đằng đẵng, nhưng tiềm lực của cậu đã đạt đến đỉnh cao. Bà ấy nhìn Đường Tuấn nói: "Kinh nghiệm của ta trên đời này cũng được xem như là sóng tràn bờ, nhưng ta chưa từng thấy người nào có tài năng kinh người như cậu. Cho dù có so với con cưng của trời cũng không hề thua kém." Đường Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Thật đáng tiếc, tôi vẫn chưa chạm tới ngưỡng cửa của cảnh giới Thần Hải." Bà độc hơi giật mình, sau đó lập tức cười nói: "Bây giờ cậu mới 27 tuổi, đừng đặt tiêu chuẩn quá cao cho bản thân." ta chưa bao giờ nghe người nào có thể bước vào cảnh giới thần hải trước 30 tuổi cả. Ngoặc kép, đường Tuấn mỉm cười, không nói về vấn đề này nữa. Nếu như dùng cảnh giới của võ thuật để phân chia thì có lẽ thực lực hiện tại của anh đang ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của cảnh giới chân khí, muốn chạm tới ngưỡng cửa của cảnh giới thần hải quả thực có chút không thực tế. Lần này cậu thực sự muốn đưa tiểu nam đến cốc dược vương sao? Bà độc đột nhiên hỏi, vẻ mặt của bà ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không sai, Đường Tuấn gật đầu, anh xoa nhẹ đầu Hoàng Tiểu Nam, bệnh tình của Tiểu Nam không thể kéo dài thêm được nữa. Vốn dĩ ban đầu cháu dự định sẽ đi một mình đến dược y cốc, nhưng chưa tới nửa tháng nữa đám Mộc Phong sẽ tới, đến lúc đó chắc chắn Tiểu Nam sẽ muốn cùng cháu đi đến dân tộc mèo, nếu tình trạng thân thể của cô ấy không cải thiện thì sẽ rất bất tiện. Yên tâm đi bà độc, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nam mà. Chương 539 anh chỉ có thể tạm thời không nghĩ tới nó nữa mà thôi. Bà độc nghiêm túc gật đầu, nói, vậy chỉ còn cách này thôi. Bà già rồi tự biết bản thân nếu đi theo các cháu sẽ trở thành gánh nặng, đến lúc đó trên đường đi làm phiền cháu giúp đỡ con bé nhiều hơn. Hoàng Tiểu Nam nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ vui sướng. Chẳng phải điều này có nghĩa là cô và Đường Tuấn có thể ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài rồi sao? Ngày mai xuất phát rồi, hôm nay Tiểu Nam nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Đường Tuấn nói với Hoàng Tiểu Nam hoàng tiểu nam gật đầu đồng ý sau khi tắm rửa và thay quần áo khác xong đường tuấn lái xe rời khỏi biệt thự số một núi công viên xanh trên đường đi lý ngọc mai gửi một tin nhắn đến cho anh chúc chuyến đi đến dược y cốc của anh gặp may mắn chuyện đêm hôm đó anh không cần phải bận tâm tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu đường tuấn sờ mũi cảm thấy hơi xấu hổ đọc tin nhắn làm anh không khỏi nhớ tới buổi tối điên cuồng mấy ngày trước anh bày tỏ nỗi lòng với lý ngọc mai nói về xuất thân nhà họ đường của mình cùng với mối thù hận đang phải gánh vác đều nói cho cô biết sau đó không biết tại sao hai người lại quấn quyết cùng một chỗ cuối cùng hai người còn phá bỏ phòng tuyến cuối cùng sau chuyện này dáng vẻ lý ngọc mai tỏ ra phóng khoáng không đề cập tới khiến cho đường tuấn ngược lại có chút không biết nên làm gì đường tuấn chỉ trả lời hai chữ trên điện thoại di động được rồi anh vỗ đầu cảm thấy có hơi nhức đầu anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ phát sinh chuyện thân mật như vậy cùng lý ngọc mai hơn nữa quan trọng hơn anh còn là người đàn ông đầu tiên của cô nếu nói trong lòng đường tuấn không có gánh nặng thì tuyệt đối là giả thế nhưng nếu bởi vì chuyện này mà muốn anh chia tay mộ dung lan thì anh cũng không làm được sau khi yên lặng một lúc lâu đường tuấn vẫn không nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề này anh chỉ có thể tạm thời không nghĩ tới nó nữa mà thôi nửa tiếng sau đường tuấn dừng xe ở một quán trà trong thành phố sau đó đi thẳng lên tầng 2. Tuy rằng quán trà này ở trong thành phố nhưng vị trí lại vô cùng yên tĩnh, quán trà được trang trí theo phong cách cổ xưa, là một nơi thích hợp để uống trà nói chuyện phiếm. Tầng 2 của quán trà vắng vẻ, chỉ có một người đàn ông đang ngồi. Vẻ mặt của người đàn ông đó nhìn thoáng qua có hơi hốc hác, túi mắt đen xì, lông mày nhíu chặt, dường như đang có nhiều tâm sự buồn phiền. Người này chính là Mao Lương, lúc trước Đường Tuấn từng được Lê Chí Hùng giới thiệu thay anh ta chữa khỏi chứng đau đầu cho người này. chương 540 Mao Lương hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu, đúng là có chuyện này. Thuốc thông thần và bột tuyết cơ có khả năng tiềm tàng rất lớn, Tổng Giám Đốc Diệp nguyện ý tìm tôi bàn chuyện hợp tác là chuyện đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa Tổng Giám Đốc Diệp còn nhường 30% cổ phần của hai loại thuốc mới này cho tôi, tôi thật sự không có lý do gì để từ chối những lợi ích này cả. Đường Tuấn nói: "Vậy anh có biết hai loại thuốc mới này là do tôi cung cấp đơn thuốc cho tập đoàn Nam Nhật không?" Mao Lương nói: "Tôi biết, nhưng việc sản xuất và tiêu thụ đều do tập đoàn Nam Nhật toàn quyền phụ trách, dường như không liên quan gì đến anh Đường cả." Không biết anh Đường bỗng nhiên hỏi những thứ này để làm gì. Đường Tuấn nhìn Mao Lương, nói: "Tôi muốn anh bán 30% cổ phần trong tay cho tôi. Đơn thuốc thuốc thông thần và bột tuyết cơ là do tôi cung cấp." tôi không hề chuyển nhượng bằng sáng chế cho tập đoàn nam nhật nhưng diệp thanh phương lại cố gắng chiếm lấy hai loại thuốc mới này nghiêm túc mà nói việc này đã vi phạm pháp luật rồi mao lương nhíu mày nói anh đừng nói như vậy có bằng chứng gì không ví dụ như anh có bằng sáng chế cho hai đơn thuốc này không đường tuấn lắc đầu lúc ấy anh giữ đơn thuốc cũng không ngờ lại phát triển thành như vậy mao lương thở dài nói vậy thật xin lỗi tôi không thể giúp anh được triển vọng tương lai của thuốc thông thần và bột tuyết cơ rất cao, tôi cũng không có ý định từ bỏ. Tuy rằng anh đường ngài đã chữa bệnh cho tôi, tôi có lòng nhưng cũng không thể giúp được chuyện này. Bốp bốp bốp, anh ta vừa dứt lời, từ trên lầu lập tức truyền đến âm thanh vỗ tay. Sau đó Diệp Thanh Phương dẫn theo 7-8 người từ trên lầu đi xuống. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta đầy vẻ trêu chọc và nụ cười đắc ý đang chậm rãi đi về phía hai người, tổng giám đốc Mao quả nhiên là người thông minh. Ơn chữa bệnh làm sao có thể so sánh được lợi ích tiền bạc hàng tỷ đây? hết lần này tới lần khác có vài người còn không hiểu, vẫn muốn tự rước nỗi nhục vào người. Tổng giám đốc Diệp, Mao Lương đứng lên chào hỏi Diệp Thanh Phương. Mao Lương, anh, trên mặt đường Tuấn lộ ra vẻ giật mình. Diệp Thanh Phương tự tiện ngồi xuống, rót cho mình một tách trà, đường Tuấn, chắc hẳn anh không nghĩ tới điều này nhỉ? Thật ra khi anh gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Mao, anh ấy đã thông báo cho tôi rồi tôi đã chờ ở trên lầu rất lâu trước khi anh đến đấy anh ta nhấp một ngụm trà lộ ra nụ cười đắc ý như đang nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay nói chỉ là lần này cuối cùng cũng không uổng công tôi chờ đợi có thể nhìn thấy biểu hiện thất vọng của anh khiến cho tâm trạng tôi vô cùng sung sướng không phải lúc nào anh cũng cảm thấy mình lợi hại sao không nghĩ tới cũng có ngày chui đầu vào bẫy của tôi đi ha 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 thật sảng khoái mà diệp thanh phương anh đừng đắc ý quá sớm Đường Tuấn trầm giọng nói. Diệp Thanh Phương lắc đầu, khinh bỉ nhìn Đường Tuấn, nói: "Bàn về võ công thì tôi không bằng anh, nhưng nói về tài năng kinh doanh thì 10 người như anh cũng không phải là đối thủ của tôi được." Anh ta bỗng nhiên đi về phía Đường Tuấn, thấp giọng nói: "Nói cho anh biết một chuyện nữa, bản hợp đồng anh để trong két sắt của ba tôi đã sớm bị tôi đốt cháy rồi. Bây giờ tập đoàn Nam Nhật và hai loại thuốc mới đã là đồ của nhà họ Diệp tôi rồi." không có một chút quan hệ nào với Đường Tuấn anh cả. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 541, sẽ có cơ hội. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, nghẹn ngào nói, "Chú Diệp, chú ấy." Diệp Thanh Phương uống cạn chén trà, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn rồi nói, "Cha tôi đã về hưu rồi. Cho dù anh có đi tìm ông ấy thì cũng vô dụng thôi." "Đường Tuấn, cuộc chiến này anh thua rồi, hơn nữa" tôi sẽ không cho anh có bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế đâu đứng sau tổng giám đốc mao là tập đoàn hoa vĩ của nhà họ thẩm nhị công tử thẩm ra thẩm duệ còn vô cùng coi trọng anh ấy vậy mà anh còn muốn mua lại cổ phần từ trong tay anh ấy đúng là mơ mộng hão huyền mà diệp thanh phương không chú ý tới khi mình nói đến hai chữ thẩm duệ gân xanh trên mặt mao lương khẽ run lên ánh mắt oán hận trượt lóe rồi biến mất thẩm duệ quả thực vô cùng coi trọng anh ta chỉ tiếc là không phải vì tài năng của anh. Được rồi, tôi cũng không hứng thú tiếp tục trò chuyện với kẻ thua cuộc như anh nữa." Diệp Thanh Phương nói với Mao Lương, tổng giám đốc Mao, "Chúng ta đi thôi. Tìm một nơi yên tĩnh để nói về việc bán các loại thuốc mới, tránh cho một số người thẹn quá hóa giận." Mao Lương nhìn Đường Tuấn khẽ gật đầu, sau đó cùng Diệp Thanh Phương rời khỏi quán trà. Đường Tuấn đứng ở lầu 2 nhìn xe của đám người Diệp Thanh Phương và Mao Lương rời đi trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khẽ giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình mới có thể nghe được tiếc là tôi không chỉ có ơn trị bệnh với mao lương anh cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho ninh đình trung bên mao lương không thành vấn đề anh chuẩn bị ở bên kia đi ha 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 sảng khoái diệp thanh phương ngồi trong xe nhìn phong cảnh lùi dần về sau ngoài cửa xe uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly mặc dù lát nữa còn có một hội nghị rất quan trọng cần anh ta chủ trì nhưng không đáng để biểu đạt vui sướng trong lòng anh ta như bây giờ cha tôi còn nói đường tuấn lợi hại biết bao tôi thấy cũng chỉ như vậy thôi diệp thanh phương thu hồi tầm mắt nhìn mao lương nói tổng giám đốc mao anh cảm thấy thế nào mao lương mỉm cười cũng không đáp lại nhưng đáy mắt anh ta lại có một chút hài hước không dễ phát hiện chỉ có điều như vậy cũng tốt đúng lúc tôi có thể nhân cơ hội này tăng nhanh tốc độ triệt để đá đường tuấn ra khỏi tập đoàn nam nhật Diệp Thanh Phương căn bản không phát hiện ra, vẫn đang tự biên tự diễn, tổng giám đốc Mao, sắp tới, anh nên giúp giới thiệu tôi với cậu Thẩm Duệ, đến lúc đó nhà họ Diệp tôi và nhà họ Thẩm hợp tác, anh cũng là người hưởng lợi. Mao Lương lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói, sẽ có cơ hội. Hai ngày sau, Đường Tuấn và Hoàng Tiểu Nam đã đến một khu rừng rậm nguyên sinh ở miền Trung Việt Nam. Căn cứ vào tấm bản đồ mà tôn khí cho anh, dược y cốc ở sâu trong mảnh rừng rậm này. Mặc dù đôi chân của Hoàng Tiểu Nam đã có thể đi lại, nhưng tố chất thân thể tố chất lại rất kém, vì chăm sóc cô ta, Đường Tuấn cố ý giảm tốc độ rất nhiều. Bùm! chương 542 thật đáng sợ. Hàn khí vận chuyển, chân khí mạnh mẽ trong cơ thể anh hoàn toàn ngừng xung khác nhau, khiến anh thoạt nhìn chẳng khác gì người bình thường. Chỉ cần cao thủ võ đạo thần hải không bí mật thăm dò, đều sẽ không thể cảm ứng được khí cơ của anh. Nhưng vừa vận chuyển, lập tức tựa như cuồng phong bão táp hung mãnh hoàng tiểu nam hưng phấn nhìn cảnh tượng xung quanh một chút cũng không nhận ra hành động của đường tuấn cô ta mặc quần jean ôm phối với áo sơ mi trắng tay dài bày ra hơi thở thanh xuân xinh đẹp giữa rừng rậm nguyên sinh tạo thành một phong cảnh mỹ lệ anh đường em nghe người ta nói trong rừng rậm nguyên sinh có rất nhiều thú giữ côn trùng độc nguy hiểm vô cùng nhưng trên đường chúng ta đến đây lại trời yên biển lặng xem ra bọn họ đều nói sai rồi hoàng tiểu nam đi ngược lại đằng trước đường tuấn Mỉm cười nói. Đường Tuấn nghe vậy, cũng khẽ nhíu mày. Trên con đường này, mặc dù anh đã giải quyết rất nhiều nhưng con trùng độc, rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, nhưng nguy hiểm lớn quả thực không gặp mấy. Điều này cùng với rừng rậm nguyên sinh trong tưởng tượng của anh quả thực có chút khác nhau. Nhà họ Đường là thế gia y học cổ truyền, thường xuyên phải vào núi sâu, rừng nguyên sinh để thu thập cây thuốc, đối với sự nguy hiểm của rừng rậm nguyên sinh anh cũng có hiểu biết một chút đúng lúc anh đang nghĩ như vậy phía trước bọn họ chỗ sâu trong rừng rậm nguyên sinh bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng giống giận dữ của mãnh thú âm thanh cực lớn kinh động đám chim chóc trong rừng bay tán loạn đồng thời một đạo chân khí cường đại vô cùng đang chập trờn phát ra ở chỗ đó giống như đèn lồng trong đêm tối khiến con người ta không thể nào xem nhẹ trên mặt hoàng tiểu nam lộ ra vẻ hoảng sợ lập tức chạy đến bên cạnh đường tuấn nắm chặt cánh tay anh anh đường vừa rồi là âm thanh gì vậy Thật đáng sợ, Hoàng Tiểu Nam nhìn đến chỗ sâu trong rừng rậm nguyên sinh, vẻ mặt kinh hoàng nói. Đường Tuấn nghe nơi phát ra âm thanh, ánh mắt hơi nheo lại, chỗ đó vừa khéo là nơi cần phải đi qua dược y cốc. Xem ra đã có người đến trước bọn họ, hơn nữa còn có một vị tông sư. Có một vị tông sư mở đường, thảo nào trên đường bọn họ chưa gặp phải bao nhiêu mãnh thú. Đi thôi, Đường Tuấn cao mũi, trên người Hoàng Tiểu Nam có một cỗ hương thơm tự nhiên, từng sợi từng sợi chui vào trong mũi anh vô cùng thơm. Ừm, cơ thể Hoàng Tiểu Nam càng dựa sát vào đường Tuấn hơn một chút. Hơn 10 phút sau, hai người liền thấy được chủ nhân của âm thanh phát ra lúc nãy. Đây là một con gấu đen cao hơn 2 mét, da dày thịt béo, người nó đứng lên, giống như một ngọn núi nhỏ, cho người ta một áp lực khủng bố. Mà lúc này, một người đàn ông trung niên đang đánh nhau với con gấu đen, chân khí ông ta tuôn ra, bảo vệ toàn thân của mình, triển khai thân pháp, từng quyền từng quyền nện trên người con gấu đen. Mà ở hai người ở ngoài vòng chiến mấy người bộ dạng vệ sĩ đang che chở cho một già một trẻ. Người già tóc hoa dâm, trong mắt lộ ra uy nghiêm, cho dù đối mặt với con mãnh thú gấu đen khủng bố như vậy, ông ta vẫn không lộ ra sợ hãi. Mà bên cạnh ông ta, còn có một cô gái trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch đang ngồi. Xem ra cô ta rất yếu ớt, mở cái miệng nhỏ anh đào thở hổn hển không dứt mươi 543 một kích này của Đường Tuấn đã giết chết nó. Nhưng dù như vậy, ông ta vẫn bị thương, cánh tay phải vặn vẹo, đã bị gấu đen đập nát xương. Không tốt, ngài tô gặp nguy hiểm. Nhìn đến đây, ông lão tóc bạc vẫn đang ngồi đó cũng không giữ được bình tĩnh, đứng lên, thất thanh nói. Bọn họ có thể bình yên vô sự đi đến đây, tất cả đều dựa vào ngài tô này. Nếu ngài tô bị thương, vậy bọn họ đừng nói đi tiếp, có thể bình yên rời khỏi mảnh rừng rậm nguyên sinh khắp nơi ẩn chứa nguy hiểm chí mạng này hay không, đều là chuyện không ai biết trước. Lúc này mấy vị vệ sĩ cũng không quan tâm đến hai người đường tuấn nữa, thu hồi tầm mắt, lấy súng trong lồng ngực ra, bắn liên tiếp lên người gấu đen. Păng păng păng, tiếng súng vang liên liên tục trong rừng rậm, đáng tiếc ra lông gấu đen thật sự quá dày, mặc dù viên đạn có thể làm bị thương nó, nhưng nếu không đoạt mạng nó, nó cũng không tránh né mấy viên đạn đó, tấn công ngài tô đang ngã trên mặt đất, một bộ hung ác muốn xé ông ta thành mảnh nhỏ. Bỏ đi, nếu đã gặp phải, vẫn nên giúp một chút, đường tuấn thấy thế, khe khẽ thở dài. Tu vi võ công của ngài tô này đã ở cảnh giới chân khí sơ kỳ, nếu bình thường, đánh chết một con gấu đen cũng không khó. Nhưng ông ta vừa phải bận tâm an nguy của một già một trẻ, không thể toàn lực thi triển, mới bị gấu đen thừa dịp chống mà vào. Bùm! Đường Tuấn cong ngón tay, trong không khí phát ra một âm thanh ma sát bén nhọn. Nhưng lúc này tiếng súng và tiếng giống giận dữ của gấu đen, căn bản không ai nghe thấy. Xì xì. Chân khí của đường Tuấn lấy thế xét đánh vào sau cổ của gấu đen, phát ra tiếng xì xì rất nhỏ. Bước chân của gấu đen hơi dừng lại một chút, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm vài phần. Một kích này của đường Tuấn đã giết chết nó. Cơ hội tốt, ngài tô thấy thế, đại khiếu một tiếng, thân hình như chim én nhảy lên, một quyền nện trên đầu của gấu đen dầm dầm trong mắt gấu đen lóe ra tia sáng không cam lòng cuối cùng vô lực ngã xuống anh đường người kia thật là lợi hại một con gấu đen lớn như vậy ngay cả đạn bắn cũng không chết lại có thể bị anh ta đánh chết tươi trong mắt hoa tiểu nam có vẻ ngạc nhiên rõ ràng cũng bị hành động của ngài tô dọa sợ đường tuấn khẽ gật đầu tu vi của ngài tô này quả thật rất khá mạnh hơn tông sư bình thường một chút Ngài Tô, ngài không sao chứ? Nhìn thấy gấu đen ngã xuống, ông lão tóc bạc vội vàng tiến lên hỏi. Ngài Tô là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chuyến này, không được phép để xảy ra sai sót. Ngài Tô khẽ lắc đầu, có chút mệt mỏi nói, chân khí tiêu hao hơi nhiều, nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Chương 544, chúng tôi cũng đi tới dược y khốc xin thuốc. Vậy còn tay phải của ngài? Ông lão cúi xuống nhìn tay phải của ngài Tô, có chút do dự hỏi thăm. Cụ Hà, đây chỉ là chút thương tích nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Tôi bồi đại chút thuốc cao lên là được, chỉ là hôm nay chúng ta không thể tiếp tục đi lên phía trước được, phải ở tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một chút, chờ tới dạng sáng ngày mai rồi mới tiếp tục lên đường. Ngài Tô trái lại không chút để bụng. Ông cụ họ Hà gật đầu. Ngài Tô quá lợi hại, một con gấu đen lớn như vậy lại có thể bị ngài ấy sống sờ sờ đánh chết. Ngài Tô quả nhiên không phải là người bình thường mấy vệ sĩ xem xét tình huống của gấu đen một chút sau khi xác nhận nó đã tắt thở không ngừng khen ngợi ngài tô ngài tô lắc đầu nói con gấu đen này quả thực có chút khó đối phó nếu không phải vừa rồi không biết nó bị làm sao động tác bỗng dưng chậm lại nửa nhịp tôi nghĩ muốn giết chết nó cũng không dễ dàng như vậy mặc dù là nói như thế nhưng vẻ đắc ý hãnh diện trong mắt ngài tô lại hết sức rõ ràng về phần vì sao gấu đen lại đột nhiên chậm nửa nhịp anh ta cũng không có đi sâu nghiên cứu còn cho là do sức lực của gấu đen đã cạn kiệt. Anh ta đương nhiên sẽ không nghĩ là do vị đại cao thủ Tông Sư Đường Tuấn ở bên cạnh trợ giúp cho anh ta một tay. Có đại cao thủ như Ngài Tô Tỏa Trấn, chuyến hành trình đến dược y cốc lần này của chúng ta mới có thể thoải mái như vậy. Ông Cụ Hà cảm khái nói. Ngài Tô lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu nói, Cụ Hà nói những lời này quá sớm rồi. Tôi chỉ có tu vi chân khí cảnh sơ kỳ, dược y cốc là môn phái truyền thừa ngàn năm, Y võ cùng tu, trong đó tất nhiên còn có chân khí tông sư. Theo truyền thuyết, cao thủ chân khí cảnh hậu kỳ có thể di chuyển trong không trung thời gian ngắn, thậm chí còn đạp không mà đi, những người tài giỏi như thế được xem là đại cao thủ trong võ đạo, chỉ không biết lần này có cơ hội được nhìn thấy hay không. Anh ta nhìn đám người cụ Hà đột nhiên bình tĩnh trở lại, cười nói, "Đương nhiên. Có tôi đi cùng, dược y cốc chắc chắn cũng phải nể mặt tôi một chút." Một vị cao thủ tông sư, ở chỗ nào cũng có thể được coi trọng. Đám người cụ Hà nghe vậy, trong lòng mới hơi yên tâm. Ông ta dặn dò mấy tên vệ sĩ dọn dẹp một chút, chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ. Mà ông ta thì đang đỡ cô gái trẻ tuổi có gương mặt xanh sao, một tên vệ sĩ đi cùng cũng đi tới chỗ của đám người đường tuấn bên này. Về phần ngài tô, anh ta chỉ ở xa xa liếc mắt nhìn hai người đường tuấn một cái, lập tức tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì nguyên nhân giữa đàn điền có tia khí lạnh kia, chân khí đang bành trướng bên trong cơ thể của Đường Tuấn đã hoàn toàn phẳng lặng xuống, làm cho anh nhìn qua không hề có gì khác người bình thường. Tu vi võ đạo của ngài tô thấp hơn Đường Tuấn, đương nhiên không nhìn ra được thực hư của anh. Hai người là ai? Vì sao lại theo đuôi chúng tôi đi vào? Vẻ mặt của tên vệ sĩ bên cạnh cụ Hà cảnh giác nhìn hai người Đường Tuấn, trong tay còn cầm súng, lạnh lùng dọ hỏi. Chúng tôi không có theo đuôi các người đi vào, cái mũi đáng yêu của hoa tiểu nam nhân lại, nhỏ giọng bực bội nói. Cụ Hà đã khôi phục lại dáng vẻ oai phong, ngân vệ sĩ đang muốn hỏi tiếp lại, lên tiếng nói, vậy nhóm hai người trẻ tuổi mấy người vì sao lại đến nơi này? Đường Tuấn nói, chúng tôi cũng đi tới dược y cốc xin thuốc. chương 545 biến thành đần đột. Đường Tuấn nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, chúng tôi phải đi tới dược y cốc. Tên nhóc thối tha, lỗ tai của cậu bị điếc sao? bảo cậu cút thì cút đi, nói nhảm cái gì chứ? Vệ sĩ kia nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm khinh thường, nói cậu cũng không phải ngài tô, thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào bản thân là có thể thuận lợi tiến vào dược y cốc được sao? Nếu như không phải dọc đường đi chúng ta đã giết chết không ít dã thú, hai người các người làm sao đến được chỗ này, đã sớm chở bữa tối của đám dã thú trong rừng rậm nguyên thủy này rồi. Anh nói cái gì? Mắt đường Tuấn lạnh lùng nhìn về phía tên vệ sĩ đang nói chuyện, trong ánh mắt có tinh mang chợt lóe lướt qua. Tên nhóc thối, tôi, vệ sĩ kia bị đường Tuấn nhìn chằm chằm lập tức nổi giận, vừa định tiếp tục nói, cũng không biết vì sao, anh ta chỉ cảm thấy hô hấp của bản thân bỗng nhiên bắt đầu trở nên khó khăn, ngay cả nhịp tim đập cũng chậm lại. Thậm chí còn có cảm giác, chỉ cần anh ta nói thêm một chữ phía sau, lập tức sẽ có tai họa chết người ập lên đầu. Được rồi, cụ Hà khoác tay áo, chân mày màu xám trắng nhíu một chút, nói cậu đã không nghe lời khuyên, Tôi cũng không nói thêm nữa. Nhưng mà dọc đường đi tiếp theo, chúng tôi sẽ không bảo vệ mấy người, mấy người tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như mấy người có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách nhóm của tôi. Lúc này Đường Tuấn mới thu hồi ánh mắt sáng tỏ, tu luyện võ đạo đến cảnh giới cao thâm, tinh thần lực cũng mạnh mẽ hơn người bình thường, chỉ dựa vào mục kích là có thể làm cho người bình thường đánh mất tâm trí. Vừa rồi nếu như tên vệ sĩ kia nói tiếp, mục kích của Đường Tuấn có thể làm cho tinh thần của đối phương rối loạn, biến thành đần độn. Không cần, chúng tôi có thể tự bảo vệ mình, Đường Tuấn thản nhiên nói. Cụ Hà cười cười, có chút cân nhắc nói, khẩu khí của anh bạn trẻ thật không nhỏ. Nhưng mà chỗ này là ở giữa rừng rậm nguyên thủy, không phải chỉ cần nói là có thể làm được. Vừa rồi cậu có nhìn thấy ngài tô kia không, nếu như cậu có một nửa bản lĩnh của ngài ấy thì mới có tư cách nói ra những lời này. Đường Tuấn chỉ cười nhạt, cũng không muốn giải thích nhiều làm gì. Ngài Tô ở trong mắt người bình thường quả thật mạnh mẽ, nhưng nếu bắt đầu giao thủ với anh, trong vòng 10 chiêu anh đã có thể giết chết anh ta. Về phần đánh bại, chỉ cần một chiêu là đủ. Được rồi, đã nói đến nước này, tôi cũng không muốn nói thêm nữa. Mấy người tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cụ Hà lập tức dẫn theo vệ sĩ và thiếu nữ quay người rời đi. Cặp mắt đường Tuấn nhìn thiếu nữ trẻ tuổi nhiều hơn một chút, cô gái này hình như có bệnh nặng, nói vậy đám người cụ hà đến dược y cốc chính là để xin thuốc cho cô ta rồi. Anh Đường, có phải rừng rậm nguyên thủy này rất nguy hiểm hay không? Hoa Tiểu Nam có chút lo lắng hỏi. Đường Tuấn vỗ nhẹ đầu của cô ta, nói yên tâm đi, có anh Đường ở đây, nguy hiểm gì cũng không cần sợ. Audio điện tử võ tấn bền chương 546, em biết nhận huyệt không? Linh lung, cô sao vậy? Khi đường Tuấn vừa nghỉ ngơi vừa luyện công, giọng nói kinh hoàng của anh hà bỗng truyền ra từ một lều trại tất cả bảo vệ lập tức bị kinh hãi vây quanh lều trại ngay cả anh tô đang luyện công nghỉ ngơi cũng bị bừng tỉnh chạy ra từ một lều trại khác ngài hà ôm một cô bé nhỏ tuổi ra khỏi lều trại vẻ mặt kinh hoàng thất thố chỉ thấy hai mắt của cô bé nhỏ tuổi phảng phất mất đi tiêu cự đôi tay mất đi sức lực rũ xuống khóe miệng càng khống chế không được mà chảy nước miếng máu tươi chảy khỏi lỗ mũi nhỏ giọt trên mặt đất Ngài Hà, sao lại thế này? Ngài Tô vội hỏi. Trên mặt Ngài Hà toàn là biểu cảm hoảng loạn, âm thanh cũng hơi run rẩy, nói tôi cũng không biết bị sao. Vừa rồi Linh Lung và ôn còn trò chuyện, nhưng bỗng nhiên đã phát bệnh. Không phải trước đó hứa bác sĩ nói trong khoảng thời gian ngắn Linh Lung sẽ không tái bệnh lần nữa ư. Ngài Tô trầm tư một lát, sắc mặt ngưng trọng lên, nói rất có thể do hai ngày nay bôn ba quá độ. Vì có thể đi tới dược y cốc nhanh hơn, Mấy ngày nay bọn họ không ngừng lên đường, hơn nữa không khí và hoàn cảnh trong rừng rậm nguyên thủy đều khá đặc thù, ngay cả người bình thường cũng chịu không nổi chứ huống chi là một cô bé vốn có bệnh trong người. Vậy tính sao đây? Tôi vừa cho Linh Lung uống thuốc, nhưng vẫn không có hiệu quả." Ngài Hà vội nói. "Ngài tôi im lặng, ông chỉ là cao thủ võ đạo, không phải là thánh thủ y đạo." Ánh mắt Ngài Hà đảo qua mọi người trước mặt, chỉ thấy những bảo vệ cũng sôi nổi cúi đầu. Tức khắc ngài hà chỉ cảm thấy lòng trầm xuống chẳng lẽ không ai có thể cứu cháu gái ông ư đường tuấn ở cách đó không xa đã sớm quan sát rõ ràng bằng vào vọng khí chứng bệnh của hà tiểu thư sớm đã bị hắn dọ thám biết rõ ràng anh đường không phải anh là bác sĩ hả có thể chữa bệnh cho chị gái trẻ tuổi kia không hoa tiểu nam nhìn đường tuấn hỏi đường tuấn nói bệnh của cô ấy khá đặc thù cần phối hợp dược vật tiến hành trị liệu nhưng mà Đường Tuấn lộ ra cười khẽ trên mặt, bỗng nhiên nói nhỏ, "Bé có bằng lòng làm bác sĩ cứu người lúc này không?" Hoa Tiểu Nam nhìn Đường Tuấn, nặng nề gật đầu, nhưng chợt nhăn lại lông mày ỉu điệu, nói, "Nhưng em chỉ biết chút cổ thuật, không biết y thuật." Đường Tuấn nói, "Em biết nhận huyệt không?" Hoa Tiểu Nam gật đầu, nói, "Cái này thì em biết. Chỉ là này có quan hệ gì với việc chữa bệnh cho chị gái trẻ kia à?" Đường Tuấn đạm cười, "Vậy không thành vấn đề." Nói xong, hắn cúi đầu nói bên tai Hoa Tiểu Nam vài câu. Hoa Tiểu Nam càng nghe, đôi mắt càng sáng. mươi 547, tốt rồi. Cô, cụ Hà nhướng mày, hơi không thể tin. Các bảo vệ khác cũng có vẻ mặt cảnh giác nhìn, có điều Hoa Tiểu Nam là một cô bé, thoạt nhìn lại cực kỳ đáng yêu, bọn họ cũng chưa nói cái gì quá mức. Nếu đổi thành đường Tuấn, chỉ sợ cũng không phải loại đối xử này. Đây cũng là lý do đường Tuấn tâm huyết dâng trào, để Hoa Tiểu Nam ra mặt. Hoa Tiểu Nam ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, nói chị gái này mắc hẳn là bệnh về mạch máu, theo tôi phỏng đoán, hẳn là bệnh từ khi sinh ra. Gần như mỗi cách nửa tháng sẽ phải phát tác một lần. Tôi nói đúng không? Này, này, đám người cụ Hà tức khắc ngây dại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì Hoa Tiểu Nam nói quả thực chân thật như tận mắt nhìn thấy. Hoa Tiểu Nam thấy thế, trong lòng càng đắc ý, thầm nghĩ, mấy thứ này là anh Đường dạy mình, đương nhiên sẽ không sai. Đường Tuấn trị hết chân cô, Hoa Tiểu Nam gần như mù quáng tin tưởng đối với y thuật của anh. Vậy bác sĩ này, cô thật sự có thể chữa khỏi bệnh của cháu gái tôi không? Cụ Hà đã tin vài phần. Hoa Tiểu Nam lắc đầu, nói, không được, nhưng tôi có thể tạm thời giảm bớt thống khổ cho cô ấy. Nếu ông lại kéo dài, chỉ sợ cô ấy nhịn không được đến dược y cốc. Cụ Hà nhìn thấy sắc mặt cháu gái càng ngày càng tái nhợt, lúc này mới hiểu lời Hoa Tiểu Nam không giả, nhanh chóng nói, vậy làm phiền cô trị liệu cho cháu gái tôi. Nói xong, mấy bảo vệ kia đã tránh ra. Hoa tiểu nam đạm cười, dáng vẻ như định liệu trước, không quen biết sẽ thật sự cho rằng cô là thần y. Chỉ thấy hoa tiểu nam đi đến cạnh cô bé kia, cúi người, duỗi tay xoa nắn một huyệt vị sau cổ cô bé. Cô xoa nắn không phải là làm bậy, mà là dựa theo lời đường tuấn, chín nhẹ một nặng. Tất cả mọi người ngừng thở, trong mắt hơi khó hiểu, như vậy thật sự có hiệu quả à? nhưng rất nhanh bọn họ đã đánh mất nghi ngờ chỉ thấy sau khi hoa tiểu nam cứ xoa nắn thế hai phút đôi mắt cô gái trẻ hơi mở ra khôi phục tiêu cực môi phát ra giọng suy yếu ông nội ai cụ hà trả lời một câu lập tức nước mắt lương tròng ông phấn đấu cả đời tài sản chừng mấy trăm trăm triệu nhưng bạn già con cái đều ra đi trước ông cuối cùng chỉ còn lại cháu gái duy nhất này có thể nói cây trụ duy nhất giữ ông sống tốt rồi lúc này Hoa Tiểu Nam mới đứng dậy, để lại không gian cho này hai ông cháu ở chung. Kia, Hoa Tiểu Nam đi về phía đường Tuấn, lén lút làm thủ thế thắng lợi, có vẻ rất cao hứng. Đường Tuấn cười nhạt, chương 548 đoán chắc là sẽ bị dọa tè ra quần. Hà Đan Thông khẽ gật đầu với đường Tuấn, không lại chú ý thêm. Nhìn dáng vẻ, nếu không phải nể mặt Hoa Tiểu Nam, ông cũng lười làm vậy. Thần y Hoa, ban đêm lộ khó đi, nếu không thì buổi tối cô ngủ cùng cháu gái linh lung của tôi trong một lều trại hà đan thông bỗng nói hoa tiểu nam nhìn đường tuấn nói còn anh đường của tôi thì sao mặt hà đan thông lộ vẻ khó xử bọn họ mang lều trại vốn chỉ vừa đủ dùng mà thôi nếu thêm một đường tuấn chỉ sợ cũng chen chúc không ít sở dĩ ông để hoa tiểu nam ở cùng lều trại với cháu gái ông chủ yếu vẫn là nhìn chúng y thuật của hoa tiểu nam đường tuấn cười nói không sao anh ở bên ngoài ngồi một đêm cũng tiện ở bên ngoài bảo vệ em hắn nhẹ nhàng mà lướt qua cánh mũi hoa tiểu nam nói em đi ngủ trước đi nếu không ngày mai sẽ không có sức lên đường hà đan thông nhìn thấy hai người thân mật như thế trong lòng thầm than hoa cô nương y thuật lợi hại sao mắt nhìn nam nhân lại kém như vậy tìm ra hỏa chỉ biết nói mạnh miệng xem dáng vẻ hắn gầy yếu bảo vệ bản thân cũng không được sao có bản lĩnh bảo vệ hoa cô nương hoa tiểu nam ửng đỏ mặt chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Ngày hôm sau, đoàn người Đường Tuấn tiếp theo đó đã đi đến rừng rậm nguyên thủy sâu thẳm. Bởi vì chuyện Hoa Tiểu Nam trị bệnh cho Hà Lung Linh, Hà Đan Thông và những người khác vô cùng khách sáo với thần y hoa này, thậm chí đến cả cô gái trẻ không hay nói chuyện lắm như Hà Lung Linh cũng chủ động lôi kéo cô ấy nói chuyện. Mà không biết là cố ý hay vô tình, Đường Tuấn lại bị rơi vào hàng cuối cùng của đội ngũ, đi theo sau cùng với vài bảo vệ. Đội trưởng anh xem thân thể nhỏ bé của anh ta cũng không biết lá gan ở đâu ra mà dám vào dược y cốc nếu như không đi sau lưng chúng ta sớm đã bị thú giữ trong rừng sâu này nuốt trọn vào bụng rồi mấy người bảo vệ cách xa đường tuấn khoảng chừng vài mét cả mặt không thân thiện nhìn chằm chằm vào đường tuấn thấp giọng thảo luận đúng vậy anh ta lại còn dám lớn tiếng nói có thể bảo vệ bản thân mình đến cuối cùng còn không phải phải đi theo chúng ta đúng thật là xem bản thân mình có thân thủ lợi hại như ngài tô rồi còn ngài tô gì chứ, tôi thấy tên nhóc đó đến một đấm của tôi cũng không đỡ được, đợi lát lỡ như gặp phải thú dữ nào, đoán chắc là sẽ bị dọa tè ra quần. Được rồi, đừng nói nữa, dù sao thì anh ta cũng là anh trai của thần Y Hoa, thần Y Hoa là khách của ông Hà, liên quan đến sự an toàn cho tính mạng của cô chủ Linh Lung, mấy người bớt lại cho tôi. Một người đàn ông xem ra giống như là đội trưởng của đội bảo vệ trầm giọng nói. Sớ, anh trai gì chứ, tôi thấy chính là một người ăn cơm mềm, không biết sao thần y hoa lại có thể xem trọng loại người này được. Tên bảo vệ bị đường tuấn dọa đến mức ngậm miệng vào hôm qua nở nụ cười xem thường. Đội trưởng đội bảo vệ cho mày, trong mắt phụt ra một chút sự xem thường. Bọn họ tự cho rằng mình đã rất nhỏ giọng lại không ngờ được những lời này được truyền đến tai đường tuấn không sót chữ nào. chương 549, vậy thì đương nhiên là không thể so sánh được. Đường tuấn cười nhẹ, không hề có ý muốn phản bác mấy người bảo vệ này liều sống liều chết bảo vệ ông Hà, bỗng nhiên thêm anh vào, đương nhiên sẽ làm cho họ cảm thấy không thoải mái, oán hận mấy câu cũng là chuyện bình thường. Ai ra, lát như nếu gặp phải chuyện nguy hiểm gì, có thể giúp vẫn nên giúp một chút. Đường Tuấn nói thầm, ánh mắt anh nhìn về bốn người được bảo vệ ở chính giữa đội ngũ, lần lượt là Hà Đan Thông, hai ông cháu Hà Lung Linh, cao thủ tông sư cảnh ông Tô, bây giờ lại thêm một hoa tiểu nam. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, lại bôi thuốc cao lên, cánh tay bị làm gãy của ông Tô đã hồi phục không ít, chỉ là không biết còn bao nhiêu phần sức lực. Ánh mắt anh nhìn lia lịa về bốn phía, cảnh giác động tĩnh xung quanh, nơi đây đã cách dược y cốc rất gần rồi, hệ số nguy hiểm cũng càng cao. Trong trăm phần trăm, thì hết chín mươi phần trăm. Anh không nguyện ý đi theo ở phía sau. Mà hoa tiểu nam lại bị cô gái trẻ hà lung linh kéo ra nói chuyện phiếm, đối thoại của hai người cũng rơi vào tai của đường Tuấn. Tiểu nam, y thuật của cô tốt như vậy, vậy còn đến dược y cốc làm gì? Hà Lung Linh hỏi. Hoa tiểu nam mím môi cười, nụ cười có chút kỳ quài, nói tôi và anh đường đến dược y cốc xin thuốc. Hà Lung Linh lặng lẽ nhìn phía sau đường Tuấn, nói tôi thấy anh đường này của cô cũng không có võ công gì trên người, làm sao dám đưa cô đến dược y cốc. Hà Đan Thông ở kế bên nghe tới đây, lập tức chú ý nhìn qua đó. Chân mày thanh tú của hoa tiểu nam, mặt mày hớn hở, Thêm vài phần sắc bén, anh đường của tôi lợi hại lắm. Phó công của anh ấy rất cao. Hà Lung Linh nhàn nhạt cười nói, Phó công cao, chẳng lẽ còn cao hơn cả ông tô? Hoa Tiểu Nam nói với nét mặt như thể là chuyện hiển nhiên, đó là chuyện đương nhiên. Cô tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn đánh quái ở núi công viên xanh số 1, uy thế đó thì ông tô làm sao có thể bị được? Cái đứa bé này, ông tô ở phía trước nghe được lời này, không kềm được quay đầu cười mắng một câu. Ông đã là cao thủ tông sư, Đường Tuấn lợi hại hơn cả ông, vậy ít nhất cũng là cảnh giới tông sư. Cao thủ tông sư chưa đến 30 tuổi, ông vẫn chưa từng gặp. Nhưng, ông không hề có ý tính toán với Hoa Tiểu Nam. Đường Đường là một tông sư, tính toán với một cô gái trẻ thật sự không tốt chút nào, mà bọn họ cũng cần vị thần y như Hoa Tiểu Nam. Hà Đan Thông cũng cười nhẹ một tiếng, vừa nhìn đã biết không tin vào lời của Hoa Tiểu Nam. Hà Lung Linh lắc lắc đầu nói thầm, vị thần y này bị anh đường của cô ấy lừa đủ thảm rồi. Hoa tiểu nam thấy họ như vậy, lập tức có chút gấp mấy người đừng có mà không tin. Anh đường không chỉ có võ công, mà còn biết y thuật. chương 550, ông Hà khách sáo rồi. Hà đan thông nhẹ nhàng gật đầu, thầm nói, đây cũng chẳng có gì phải bất ngờ. Y thuật của vị thần y hoa này là được kế thừa từ gia đình lớn, anh đường của cô không sánh bằng cũng là chuyện bình thường. Cho dù là đặt ở bên ngoài, Y thuật của thần y Hoa E rằng cũng được xem là không tệ. Hoa Tiểu Nam vừa định nói y thuật của mình là do Đường Tuấn dạy cho, thì một câu nói của Đường Tuấn đã được truyền vào tai cô Tiểu Nam, đừng nói nữa. Hoa Tiểu Nam quay đầu nhìn Đường Tuấn một cái, lè cái lưỡi màu hồng ra, sau đó thật sự không nói thêm gì nữa. Câu nói này của Đường Tuấn tụ thành một âm thanh bé nhỏ truyền vào tai của Hoa Tiểu Nam, có chút giống với thần thông của nhà đạo truyền vào căn phòng bí mật cho nên những người khác không hề nghe thấy. Nhiều nhất cũng chỉ thấy đường Tuấn động miệng một chút. Cứ như vậy, đám người lại đi thêm hai ngày hơn trong khu rừng Nguyên Thủy. Trong hai ngày này, dựa vào ông Tô và vũ khí súng đạn mạnh mẽ trong tay mấy người bảo vệ, bọn họ không hề gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là mấy người bảo vệ nhìn thấy dáng vẻ như không liên quan đến mình của đường Tuấn, càng không thoải mái về anh. Đến cả ánh mắt ông Tô nhìn anh cũng mang theo chút không thân thiện bọn họ liều sống liều chết ra sức, Đường Tuấn không giúp gì thì thôi, nhưng từ đầu đến cuối một chữ cảm ơn cũng không nói, có chút không biết cách làm người. Nửa đêm hôm nay, cả đoàn người cuối cùng cũng rời khỏi khu rừng nguyên thủy, đi đến bên trong một hẻm núi. Một ngọn núi rộng lớn, phiến đá khắc thẳng đứng mang phong cách cổ xưa nằm ở bên ngoài hẻm núi. Trên phiến đá viết ba chữ: Dược Y Cốc, ở bên cạnh còn có một hàng chữ triệt, không phận sự cấm vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, một đoàn người vẫn luôn có cái gì đè nén trong lòng cuối cùng cũng thả lòng. Cuối cùng cũng đến được dược y cốc, Trương Đan Thông ngẩng đầu nhìn hẻm núi, trên mặt lộ ra ý cười. Anh ta xoay đầu nhìn ông Tô, nói ông Tô, chúng ta có thể an toàn đến nơi, hoàn toàn là công lao của ông. Ông Tô chắp tay lại, nói ông Hà khách sáo rồi. Đi thôi, đến dược y cốc rồi, chắc không có gì nguy hiểm. Hà Đan Thông có cảm giác như vừa chút bỏ được gánh nặng nói xong, lập tức nhấc chân đi vào trong hẻm núi. Vèo, vèo. Chính vào lúc này, có hai tiếng phá không liên tiếp vang lên, tiếng ma sát phát ra rồn rập trong không khí. Mục tiêu chính là Hà Đan Thông ở phía trước. Ông Hà cẩn thận, thân xác ông Tô có vẻ sợ hãi, đột nhiên thét lên. Cơ thể ông dịch chuyển, tay phải như quạt hương hồ đưa ra, đấm ra một cú. Bùm, bùm. Hai tiếng phá không lại là hai hòn đá, sau khi bị ông Tô đấm vỡ, lại giống như bom đạn nổ ra trong chiếc hố nhỏ ở trên tường núi. Tên nào dám đánh lén, ông Tô hướng về một nơi nào đó ở phía trước thét lên. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 550.